Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Chiến Hữu Đồng Nghiệp Hang Một Lỗ. Anh và tôi càng ngày càng thân nhau, đã kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện về gia đình, cuộc đời từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành vào đời. Theo anh nói, gia đình anh cũng là một gia đình thế phiệt gia giáo, trong miền Nam rất có thần thế. Anh được gặp ông Cẩn, ông Nhu là chuyện thường. Chú anh là chuẩn tướng Lê Văn Hưng, vân vân. Cho nên, tuy anh chỉ là một đại quý, nhưng anh đã được ông Cẩn tin tưởng, coi như người nhà. Mới hôm Chủ nhật vừa qua, buổi chiều, tôi và anh Bưởi rủ nhau ra giếng tắm giặt xong. Về buồng, tôi xuống chỗ anh Bưởi. Hai anh em nằm chèo khoeo chuyện trò tâm sự. Sau một vài câu chuyện bình thường như mọi khi, đột nhiên anh quay sang, dịch gần sát lại phía tôi, hạ thấp giọng. À, tôi coi Bình cũng như anh em. Tôi nói cho Bình nghe một chuyện mà tôi đã ôm ất chặt trong lòng hơn một năm nay. Từ ngày tôi ở trại Vĩnh Tiến đến bây giờ, không một ai trong tù này biết. Thấy vẻ mặt và giọng nói của anh đầy vẻ thân tình nhưng nghiêm trọng, tôi cũng nghiêng hẳn người lại, sốt sắng chờ lắng nghe. Nội dung anh nói là anh có công lớn với nhà nước, với cách mạng. Anh đang chờ không những anh sẽ ra khỏi tù, mà anh còn phải làm việc nhiều nữa. Lúc đó anh sẽ không quên tôi. Anh kể tiếp, khoảng đầu năm 1960, một buổi chiều muộn trong tư dinh của ông Cẩn, lẽ ra mọi khi giờ đó anh đã trở về buồng mình để tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay vì anh mới uống hai ly rượu mạnh, vừa mệt vừa buồn ngủ, anh đã nằm ngay tại một phòng dụng cụ ở chỗ làm việc, rồi ngủ quên luôn. Gần về khuya, giật mình anh tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 11:30. Tai anh nghe thoáng có tiếng rì rầm ở phòng bên, nhất là có ánh đèn sáng trưng. Tò mò anh lựa thế nhìn qua một khe cửa sổ, thì thấy có ba người là ông Cẩn, ông Nhu và bác sĩ Trần Kim Tuyết. Ba người đang ngồi châu vào một cái bàn với một chồng sổ sách ở trên bàn. Anh không ngờ ông Nhu và ông Tuyến từ Sài Gòn ra ngay từ chập tối mà anh không biết. Thấy thái độ bí mật và nghiêm trọng của mỗi người, nên anh càng tò mò, đứng nhìn và lắng nghe. Ba người đang họp bàn để quyết định những công tác có tính cách chiến lược của một số mạng lưới ở miền Bắc, có liên quan đến phòng nhì của Pháp và CIA của Mỹ. Anh đã lắng nghe được tên cũng như chức vụ của hơn 10 người, từ giám đốc một cơ quan đến những cán bộ trung ương ở miền Bắc. Anh hiểu đây là một bí mật to lớn của đất nước. Anh chỉ hiểu như vậy một mình anh và chôn chặt trong đáy lòng từ 7-8 năm nay. Ngay cả khi ra miền Bắc rồi bị bắt, dù phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng khốn cùng của những năm tháng dài khai thác và tù đầy, nhưng năm ngoái một cán bộ cao cấp của Bộ Công an xuống gặp anh ở trại Biển Tiến. Sau nhiều ngày đêm đấu tranh giằng co gay gắt trong tư tưởng, anh đã muốn lập công với cách mạng nên anh đã khai hết với ông cán bộ đó. Sau đấy, nhiều cán bộ dưới Hà Nội xuống trại gặp anh liên tục trong gần một tháng trời trước khi chuyển anh về trại này. Nghe anh Bưởi thổ lộ đến đây, tôi lúc nhanh suy nghĩ lại toàn bộ sự việc của anh, nhất là nhìn thái độ của anh nói, mắt anh còn long lanh, mang nhiều hy vọng đợi chờ. Đành rằng những suy nghĩ nhận định của tôi chỉ là chủ quan nên chưa hẳn đã là đúng. Anh Bưởi chỉ là một con bài của ông Nhu và ông Cẩn. Chính ông Nhu và Cẩn đã cố ý tạo nên một buổi họp và cố ý vô tình để cho anh Bưởi biết. Hẳn ông Nhu và ông Cẩn đã nhận định, soi kỹ được con người của anh Bưởi, kể cả về bản tánh. Anh không đủ nội lực để đảm trách những công việc tương xứng với chức vụ, mà do tình cờ nghe, biết, nắm giữ được những điều bí mật tối quan trọng. Bản chất một người như vậy, khi đã ở trong tay của Cộng sản, không sớm thì muộn, để cứu thoát bản thân, anh sẽ trình bày với Cộng sản để lập công. Lúc đó, tùy theo mức độ, sẽ làm lũng đoạn, mâu thuẫn trong nội bộ hàng ngũ lãnh đạo của Cộng sản miền Bắc. Ông Nhu và ông Cẩn, tình báo của miền Nam hẳn cũng đã hiểu. Với sự cảnh giác đến chân răng kẻ rốn của Cộng sản, không bao giờ chúng có thể tin được anh Bưởi. Một người đã bỏ mẹ và con gái để đi vào Nam năm 1954. Bây giờ lại bỏ một xã hội vật chất dư thừa, thoải mái, tự do để tìm về một xã hội vật chất thiếu đói, hạn hẹp, gò bó về sinh hoạt chỉ vì nhớ mẹ và con gái. Vậy chơi rồi đi thì người ta mới tin được.
Khi mà Cộng sản đã không tin, thì chẳng có điều gì có thể ngăn chặn chúng không bắt anh để điều tra khai thác. Mà chúng đã đặt vấn đề nghi ngờ để điều tra khai thác, thì sẽ phải ra. Cứ đặt giả thuyết đây là một đoàn cao, một đoàn sâu của ông Nhu Cẩn và tình báo miền Nam đi nữa, thì Cộng sản cũng không mắc. Tôi chỉ là một cá nhân tầm thường, lại không phải chuyên trách cứu xét sự việc, mà cũng phải đặt vấn đề, huống chi là Cộng sản. Chúng nó có cả một bộ môn, một tập thể để soi rọi, chiếu lên từng mảnh vụn của sự việc. Còn riêng về phần anh Bưởi, ngay ở trong tù hiện nay, hàng ngày anh lẻo đẻo cấp dở đi theo học lớp 2 bổ túc văn hóa. Mục đích để làm gì? Phải chăng mục đích của anh là để cho Cộng sản đánh giá anh là một người nông nổi, ba tít ba toát, không có trình độ? Nhưng cụ thể anh đã khai báo là một điệp viên đại quý tình báo, điều mà lẽ ra anh phải có chủ trương ngay từ đầu, ngay từ ngày anh bước sang phía Cộng sản ở cầu Hiền Lương. Chứ che giấu ban giám thị trại này, che giấu anh em tù nhưng lại khai rõ trên bộ công an, thì đâu còn là một chủ trương thống nhất. Trong cuộc sống, nhiều khi một sự việc rất nhỏ lại trả lời cho một vấn đề rất lớn. Một lần vào một buổi sáng chủ nhật, anh em người thì đi tắm giặt, người thì ra sân, ra hội trường. Trong buồng sàn trên sàn dưới thưa thớt dăm 10 người. Tôi ngồi ở sàn trên đọc sách, nhìn xuống sàn dưới phía bên kia đối diện, anh Bưởi đang lúi húi vá cái áo trại. Sáng nay tôi mới xin bác Lẫm được 2 điếu thuốc lào, muốn gọi anh lên để hai người cùng say sưa, vì thuốc lào kỳ này rất khan hiếm nên tôi không muốn cho người khác biết. Tôi mong anh Bưởi không một lúc, mọi người sẽ ngưỡng mặt lên và tôi vẫy gọi anh. Nhưng tôi chờ mãi đến nửa giờ. Có lúc anh ngừng khâu, ngẩng đầu lên, nhưng lại chỉ đưa mắt nhìn chung quanh phía dưới sàn, mà không hề nhìn lên sàn trên. Nếu anh nhìn lên một tí, anh sẽ thấy cái mặt tôi đang tươi rói rói, hướng về anh ngay phía đối diện, chỉ chết phía trên, xa chỗ anh ngồi chừng 5 mét. Sốt ruột quá, tôi tìm được một miếng giấy con, vo nhỏ lại bằng đầu ngón tay út, ném mạnh vào đầu anh. Thấy tiếng động vào đầu, và nhất là thấy hòn bi giấy con tí văng xuống đất trước mặt anh, anh quay lại chung quanh, ngơ ngác nhìn về phía một bác dân tộc đang nằm nhắm mắt cách anh 3 chiếu. Anh chỉ nhìn ở sàn dưới mà không hề nhìn lên sàn trên. Không thấy gì, anh lại tiếp tục cúi xuống khâu. Nóng cả ruột, tôi đã định sẽ hút khử một mình, không cho anh hút nữa, nhưng thấy thiếu vui và không tốt. Tôi lại tìm mẻ được một cái đầu que nứa ở tấm vách, nhằm anh tôi ném mạnh, trúng ngay vào vai anh. Anh ngừng phát mặt, quay ra liếc phía đằng trước, đằng sau, cũng vẫn chỉ có bác dân tộc mà thôi. Anh vẫn chả nhìn lên sàn trên. Tôi tức muốn gào lên. Hãy nhìn lên đây cơ mà. Tôi đặt vào trường hợp của tôi. Chỉ thoáng thấy khi mẫu giấy rơi ra, tôi phải nhìn khắp trên dưới, chỗ nào có khả năng ném tôi, hay là từ đâu rơi ra, tôi phải biết nguyên nhân. Nếu tôi không thấy gì, tôi sẽ khâu tiếp, rồi bất chợt sẽ ngẩng lên nhìn ra khắp lượt. Chứ mà bị ném đến lần thứ hai thì tôi phải bỏ khâu đấy, đứng dậy quan sát khắp chỗ. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều người khác cũng sẽ như tôi, chứ không như anh Bưởi. Nhưng cuộc đời hình như có sự bù trừ. Anh Bưởi lại có khả năng làm cho nhiều người chung quanh tin tưởng rằng trong anh có nhiều tài năng ẩn tàng. Điều này tôi đã suy nghĩ mãi nhưng thật khó mà giải thích. Chỉ có thể nói là trời sinh ra như vậy. Như con cua gặp con ếch. Con cua mà gặp con ếch là co dúm người lại cho con ếch đớp rồi nuốt. Nếu con cua cứ dương rộng còng, thì con ếch làm gì được? Rồi tới lượt ếch gặp rắn cũng vậy. Thoáng thấy bóng rắn là ếch cụp đầu xuống co quắp người lại để xin mời ông rắn xơi. Nếu con ếch nó cứ bật nhảy như lò xo, mỗi cái nhảy hàng thước, thì rắn nào đuổi kịp? Như vậy, trong cuộc đời, có cái này kỵ cái kia, ai mà biết được lý do? Về anh Bưởi, thời gian còn dài, sẽ còn nhiều sự việc để làm sáng tỏ vấn đề. Tối nay tôi nằm mãi mà không ngủ được. Đầu óc cứ còn vấn vương về chuyện do Lầu Phá Tra và Lồ Cao Chính kể cho tôi nghe lúc buổi trưa ở hội trường. Lầu Phá Tra và Lồ Cao Chính, hai người đã hôn và đặt tay tôi lên đầu họ hồi năm ngoái khi tôi lên trại được mới 2-3 tháng. Tuy không thường xuyên, nhưng tôi vẫn khăng khít tiếp xúc với họ khi có vấn đề cần trao đổi. Lúc trưa, họ kể sơ lược cho tôi nghe về Vương Chí Sình, một ông vua
một người chúa của dân tộc Mèo. Đối với người dân tộc thiểu số trên miền thượng du Việt Bắc, Dương Chí Sình không những chỉ là người chúa của dân tộc Mèo, nhưng ông còn là một người khôn khéo, tài ba, có uy tín lớn với các sắc tộc khác. Trong sự chống đối bất hợp tác với chính phủ Hồ Chí Minh của các dân tộc thiểu số, thì ông là một điểm sáng chói, là linh hồn của họ. Ông đã xây dựng, thành lập và lãnh đạo một đội quân đông đảo người dân tộc. Tuy trang bị võ khí thô sơ, nhưng biết lợi dụng địa thế núi rừng hiểm trở của thiên nhiên, nên Việt Minh đã hao tốn biết bao nhiêu công lao, tâm sức, kể cả người và của cả việc chính trị cũng như quân sự mà không thể thu phục được. Họ đã phải dùng nhiều đơn vị lớn, mở nhiều chiến dịch len lỏi vào núi rừng để lùng sục tiểu trừ đoàn quân chống đối của người dân tộc, mà chúng gán cho cái tên là giặc cướp và thổ phỉ. Nhưng sau nhiều ngày tháng, Cộng sản đã không thể làm gì được. Mà nhiều lần, cái đội quân phỉ cướp đó đã bất ngờ đánh cho lũ cáo hồ những trận liễn xiển. Hồ Chí Minh còn cáo già nhiều thủ đoạn cho những tên cán bộ người dân tộc len lỏi môi giới vào tìm gặp được Dương Chí Sình. Khi đã bí mật liên lạc với Sình được rồi, y dùng những cán bộ trung ương giỏi mồm mép, giỏi nghề vụ, xui người khác ăn cướp gà vào tiếp xúc với Sình. Mặt khác, y lại viết thư như đã từng viết cho Thẩm Hoàng Tính, tình cảm dạt dào, lời lẽ khẳng khái, đoan chính, vân vân. Cuối cùng, y đã lôi được Dương Chí Sình về Hà Nội, đã tách cọp ra khỏi rừng, cho cọp về thành phố chơi. Dương Chí Sình cùng với đoàn bộ hạ tham mưu được đón rước linh đình vào phủ chủ tịch, mở hội hoa đăng để kết nghĩa anh em. Chắc Dương Chí Sình cũng sướng tê người như Thẩm Hoàng Tính. Một tên chúa Mèo ở trong rừng sâu hoang dã lại được kết nghĩa anh em đào viên với Hồ Chí Minh, chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khi quân đã không có chủ tướng, hồ già càng dễ gây ly gián nghi ngờ nhau giữa những thành phần của đội quân người dân tộc. Để cuối cùng, chúng tiêu diệt dần cho tới khi bắt gọn. Kết quả là biết bao nhiêu người dân tộc phải chết hoặc ở trong tù như hiện nay, trong đó có Lầu Phá Tra và Lầu Cao Chính. Chỉ vì người lãnh đạo mắc một căn bệnh chung là không hay chưa hiểu đủ về Cộng sản. Dương Chí Sình khi biết là mình bị ăn cướp gà thì đã muộn. Theo Tra và Chính thì cho đến bây giờ họ cũng không biết rõ về số phận của Dương Chí Sình nữa. Vì có nhiều nguồn tin rỉ tai có thể ông Sình bị giam lỏng ở Hà Nội và cũng có thể bị chết rồi. Một bài học quái ác là cứ phải ngã rồi mới học được. Óc tôi cứ vấn vít xoay quanh về câu chuyện này mãi, mà càng suy nghĩ thì đầu càng nóng lên, để rồi trăn trở mãi mới chìm dần vào giấc ngủ muộn, hãy còn nhiều khắc khoải, cao mày. Mà đã là sắp sửa tới ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 rồi. Đời của những người tù ở miền Bắc, một năm chỉ đợi chờ có hai dịp, mùng 2 tháng 9 và ngày Tết của dân tộc. Ai cũng hiểu là mong hai ngày ấy chỉ vì những ngày ấy mới có chất tươi, mới có cơm không độn, và mới cho đời người tù hiểu thấm thía cái ý nghĩa của một kiếp sống con người. Còn những ba ngày nữa, thế mà do những nguồn tin rỉ tai từ phía cán bộ, anh em trong trại đã biết rõ mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ ăn to. Riêng bức cho bữa cơm sáng ngày Quốc Khánh là một con lợn cân nặng 40 kg. Và buổi chiều, một đặc ân kỳ vĩ có 102 của ban giám thị sẽ cho tù thưởng thức món phở truyền thống của dân tộc. Ôi trời ơi, thật là ngàn năm một thuở, cái tiếng phở mà nhiều người tù đã quên bén đi từ cái dạo mới bị bắt kia. Trong này có ai còn dùng cái từ ấy làm gì nữa? Vậy mà mấy ngày hôm nay, trong trại, ngoài láng thủ công cho đến trong rừng sâu đồi dốc, chỗ nào có người tù lao động là chỗ ấy bàn tán nhắc nhở nhiều đến chữ phở. Tôi gồm và một số người bạn nữa, trong đó có cả Bác Tiến và Bác Lẫm, cứ xoành xoạch lôi Nguyễn Tuân ra để mổ xẻ bàn tán, tranh luận cứ rối rít tít cả mù linh về tuyệt tác phở của ông. Trại trung ương số 1 sẽ đặt cách giết một con trâu 2 tạ. Riêng phân trại E sẽ được phân phối 50 kg cả xương lẫn thịt. Còn một nguồn tin cũng không kém phần ghê gớm nữa. Tối mùng 2 tháng 9, đoàn văn nghệ của trại chính sẽ vào diễn kịch tại trại E. Cái điều làm cho nhiều người trai trẻ, kể cả mấy ông già cứ nhìn nhau lồi cả mắt ra là đoàn văn nghệ năm nay có những năm giai nhân được cú mèo của trại nữ. Cái này cũng không biết tại sao lại như thế. Có lẽ trời bảo vậy. Anh nào cũng lục lọi chuẩn bị một bộ quần áo đẹp nhất. Dù là quần áo trại hay của tư,
nhưng chắc chắn là bộ quần áo mình phải vừa ý nhất. Những buổi trưa trong các buồng đã có ít người ngủ hẳn đi. Người ta bận giặt giũ tắm rửa, người ta bận nhờ nhau cắt tóc cạo mặt. Với những mảnh kính, mảnh gương con, những chiếc nhíp tự chế, người ta đang bận sửa sang cái đầu, cái mặt ở những trái hồi xó hè. Ôi chao, sao lòng người lại có nhiều nguồn vui rủ nhau cùng đến một lượt như thế? Phương Ngôn đã dậy, phúc bất trùng lai, vậy mà Phở với gia nhân cứ thập thò ở cửa miệng mọi người. Và hẳn rằng nó còn len lỏi vào cả trong những giấc mơ của họ nữa. Tôi cứ thấy ở tôi rồi suy ra thì đủ hiểu. Đêm qua tôi đã nằm mơ, được ăn một bát phở đầy, mùi hành, nước mắm, lá thơm đã làm tôi lúc tỉnh dậy, thấy nước miếng còn chảy ướt cả mép. Rõ ràng tôi ngửi thấy cả mùi phở xông lên ngào ngạt, vừa ngọt béo thơm đến ngứa cả cuống họng. Ngày đầu cả một toán nữ gần 40 người trong một tuần lễ xây bột và tráng bánh phở. Chưa được ăn mà người ta đã đùa vui kháo nhau. Chuyến này bánh phở anh nào tin mũi sẽ ngửi thấy cả hơi tay, thậm chí cả hơi người của phụ nữ nữa đấy nhé. Mong ngóng chờ đợi mãi rồi ngày mồng 2 tháng 9 cũng phải đến. Ngay từ sáng sớm, những cái đầu gọn ghẽ, những bộ quần áo tươm tất đeo đội trên những tấm thân gầy cứ đi ra đi vào cái hội trường và đi lên đi xuống ở cái sân trại. Người ta cứ ngóng ra cổng rồi lại nhìn nhau, mặt ai cũng tưởng như vừa mới được sức nước qua ba đình không bằng, phởn phơ tươi rói rói. Tôi ngồi ở hội trường với gom, cứ nhìn theo anh chàng Hoàng Đức Tùng và Trần Lào mà buồn cười. Hai anh đều là dân ở Thái Lan về nước. Hai cái đầu vuốt nước chải thật mượt. Một anh thì chải quạch ra phía sau như đích cùng vịt bầu. Một anh chải hất ngược, uống một cái lưỡi trai meo méo, nằm trên một khuôn mặt gầy, làm đôi má và thái dương hõm vào khúc khuỷu, trông như con gà rừng đang vặt lông vàng dở. Cái anh có cái đầu đít vịt là Trần Lao. Cái quần tẹt gan nâu, mang bốn cái dấu hắc ín to tướng cải tạo, ôm lấy cái áo sơ mi màu cứt ngựa bỏ trong thùng. Còn anh chàng Hoàng Đức Tùng thì hết chê. Dẫn bộ quần áo và đôi dép quai chéo lần trước trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Nhìn hai anh đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng, làm cho con mắt của tôi nhiều lần muốn tránh né, mặc dầu tôi vẫn hiểu họ chả có liên quan gì tới tôi. Mãi tới khoảng 10 giờ, mới đầu còn lác đác một vài người thắc mắc, ngơ ngác nhìn ra phía cổng, phía khu cán bộ. Vẫn thấy im ắng lặng như tờ. Nhưng cho tới 11 giờ thì cả trại ai cũng cảm thấy một sự bất thường. Có một vấn đề gì đó mà không ai đoán được thì cũng là lúc cán bộ nhà bếp vào trại cho lệnh. Vẫn cứ ăn cơm thường như mọi khi mà không cho biết lý do tại sao, trong khi tiếng loa ở các buồng thì im bặt vì đài bị hư. Chiều hôm đó, thay vì ăn phở hụt, mỗi trại viên được ăn hai cái bánh ướt chấm nước muối và cũng chả có văn nghệ văn gừng gì cả. Thật ra vì bánh phở đã trót làm rồi, nhưng trâu thì chưa giết cho nên bánh vẫn được phân phối, nếu để lại hôm sau sẽ bị chua ra. Mọi người chả hiểu ra sao. Nhiều những nguồn tin rỉ tai, linh tinh, chả có một cơ sở nào cả. Bao nhiêu mộng mơ, hy vọng đều tan thành khói bay trong mây chiều. Mọi người đi ngủ vẫn còn ấm ức, nhưng mỗi người phải ngậm một cục sỏi ở trong mồm. Hôm sau, mùng 3 tháng 9, trại viên đi lao động. Thái độ của cán bộ, bộ đội âm thầm lạnh lùng, miệng cứ câm như hến, nên chẳng một tên tù nào dám hỏi han gì. Nhưng cho tới sáng hôm mùng 4, thì mọi người mới vỡ lẽ, cáo hồ xuống âm phủ để hầu hạ Các Mác và Lenin. Cũng mãi tới sáng mùng 4, lá cờ đen mới chánh thức kéo lên trên cây cột cờ chánh ở trước nhà ban giám thị. Radio lại sửa được, tiếng đài lại nhí nhéo. Tiếng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn hoang hoang dõng dạc. Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Anh em tù đã hiểu nên cũng thông cảm cho ban giám thị. Tuy nhiên trong lòng mọi người vẫn oán giận lão già chó chết, vì nghe đâu lão chết đúng vào ngày mùng 2 tháng 9. Mãi không sao, chết bờ chết bụi ở đâu không chết, lại mò đúng vào cái ngày quan gia này mà cũ. Sáng nay ở ngoài láng thủ công, trong một góc láng của bộ phận học nghề, lúc ấy chỉ có bác Tiến gồm và tôi. Ba người đang than vãn tiếc rẻ về bữa phở hụt. Đột nhiên gồm đứng phắt dậy, nghiêm mặt nghiêng người, cũng oang oang dõng dạc tuyên bố. Đau thương này thật là oái oăm, tổn thất này thật là thắt ruột. Thật vậy, chả có gì bù đắp lại cho chúng tôi, có chăng chỉ có ít nước muối và hai chiếc bánh ướt. Báo hại trong cái tuần lễ cả nước phải treo cờ rủ để tang này.
Trước sau trại có 12 người bị vào nhà kỷ luật, trong đó toán hai có 2 người là anh Cường và Trần Quốc Anh, tu sĩ. Cái tội chỉ vì vô ý cười to về một chuyện khác, nhưng bị những tên rốc báo cáo đã tỏ ra thích thú, vui sướng vì Hồ Chí Minh chết. Rất nhiều người do phải chịu đựng quá dài những năm tháng đầy đọa thương đau cùng cực, nên khi thấy Hồ Chí Minh chết đi, họ đều hy vọng mong chờ một chuyển biến, thay đổi mới ở ngoài xã hội, cũng sẽ đổi thay được phần nào cái đời lầm than của họ. Cụ thể nhất là Nguyễn Văn Gôm, một người có học sắc sảo bén nhạy về tình hình chính trị, đã sống 15 năm dưới chế độ Cộng sản. Anh Lê Văn Bưởi, một đại úy tình báo của miền Nam ra Bắc hoạt động, đều nhận định, tin tưởng. Hồ Chí Minh chết đi, đường lối chính sách của chế độ miền Bắc cũng sẽ thay đổi. Để rồi, trong một buổi chớp nhoáng mạng đàm ở hội trường, giữa bốn người, gồm anh Bưởi, gồm bác Tiến và tôi, bác Tiến đã giải thích sáng tỏ. Đã có những nhà ngoại giao, những chính phủ chưa hiểu rõ được Cộng sản, chỉ vì họ cứ nhìn sự việc từ một ống kính của một nước tư bản để soi rọi, suy xét ở một nước Cộng sản, cho nên hầu hết đều bị lầm. Để rồi kết quả sự việc xảy ra lại khác hẳn, thì họ lại đổ cho lý do mới, vẫn còn khăng khăng cho sự nhận định của họ trước đây vẫn là đúng. Vì thế, những lần sau lại tiếp tục lầm nữa. Thí dụ, hai quan điểm về cùng một sự việc. Một, lòng nhân đạo, tư bản đơn thuần, thấy ai sắp chết thì cứu, thấy ai quá đau đớn thì chữa cho họ khỏi đau, vân vân. Cộng sản phải có tính giai cấp, trước hết phải xem người sắp chết đó là loại nào. Nếu đó là một tên chống phá lại đảng, nó là một tên ở giai cấp bóc lột, thì cần phải đâm thêm cho nó chết ngay. Nhân đạo là tiêu diệt cái thiểu số để cứu cái đa số mà chúng bịp bợm gọi là nhân dân. Hai là sự công bằng. Tư bản, mọi người ai cũng như ai, được đối xử với nhau trước pháp luật, ai có tài thì được dùng, không hề có cái gọi là tính giai cấp nào ở đây cả. Cộng sản, trước đây anh là chánh tổng, lý trưởng, như vậy là cường hào ác bá đè đầu cởi cổ đám dân nghèo khổ. Bây giờ, đảng bắt chúng mày xuống nghèo khổ cho công bằng. Trước đây anh là tư sản bóc lột người nghèo, bóc lột công nhân lao động. Bây giờ để cho công bằng, đảng sẽ lấy hết của cải của anh để trả cho người nghèo, cho công nhân. Nhưng nếu của đó cho người nghèo, cho công nhân, thì họ trở lại thành giàu, thành tư sản. Bởi thế, hãy để chính phủ, để nhà nước giữ vậy. Trên đây chỉ là hai thí dụ nhỏ trong muôn ngàn khía cạnh của xã hội con người. Ngay cả về tình cảm giữa hai xã hội, quan điểm cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hầu hết các nước dân tộc tư bản, nếu vì nguyên thủ quốc gia bị giết hay bị chết bất ngờ, thì thường xã hội có nhiều thay đổi. Nhưng dưới chế độ Cộng sản thì hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lãnh đạo đất nước là một tập thể gồm những tên trong bộ chính trị. Chúng quyết định mọi đường lối chính sách. Nó vẫn thế, chả có gì thay đổi cả. Điều này cũng đã giải thích vì sao hầu như tất cả các nước Cộng sản, những tên lãnh tụ cứ đi phây phây mà không đứa nào bị ám sát cả. Vì người ta hiểu rằng có tốn công tốn tiền tốn người để ám sát một tên lãnh tụ Cộng sản thì cũng vậy mà thôi. Bài học được rút ra từ trường hợp của tên Lenin bị ám sát trước đây. Cho nên rất buồn cười. Có rất nhiều những chính khách thấy một tên đại diện hoặc một tên lãnh tụ Cộng sản đi ra nước ngoài để họp, hội nghị hay công cán. Họ đã cố gắng mồi chài lôi kéo để lấy cảm tình. Cứ tưởng như nếu mua được tên đó là mua được cả chế độ của nước Cộng sản ấy vậy. Cuối đông đã sắp sửa sang xuân, vậy mà thỉnh thoảng vẫn còn những đợt gió mùa đông bắc mò về muộn, làm cho tiết trời lạnh ngón. Mấy ngày rồi thật là ám đạm âm u, chả có tí ánh mặt trời nào. Mãi quá trưa nay mặt trời mới chịu thò mặt ra nhìn cảnh vật một tí. Đã 2 tuần rồi, lạnh quá tôi chả dám tắm. Người có ngứa ngáy khó chịu lắm thì cũng chỉ ra giếng múc một gào nước, dúng cái khăn ướt, vắt khô rồi thò vào bên trong áo lao sơ sơ. Nhìn lại so với nhiều người tôi vẫn còn vệ sinh sạch chán. Hôm nay nhất định tôi phải uống thuốc liều. Tôi đã rủ anh chàng Gom ra giếng tắm cho vui. Nhưng y đã giãy nảy lên như con đĩa phải vôi, đầu lắc quậy quậy, miệng y liến thoáng. Không một kẻ nào trên cõi đời này lại bắt tôi đi tắm được ngay bây giờ cả. Trừ có 2 điều. Thấy Gồm có ý nói nhăng để không tắm. Tuy vậy tôi vẫn hỏi, trừ 2 điều gì? Nằm cuộn tròn trong chăn, Gồm thò ra 2 ngón tay. Ông Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an, bảo rằng là tên Gồm kia hãy đi tắm, rồi ta sẽ tha cho về Hà Nội. Nói xong, rồi Gom trùm chăn kín đầu. Tôi đã xách gậu và quần áo định quay ra cửa.
tôi cũng chẳng lạ gì anh chàng gom này, nhưng cũng thấy phảng phất một chút băn khoăn nên lại quay vào hỏi tiếp. Thế còn điều hai? Gom lại hất chăn xuống, lò mặt ra, mắt long lanh nhây nháy. Một cô em thơm như muối mít nỉ non này. Anh gom của em ơi, anh dậy đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, anh yêu nhé. Nhiều người ngồi nằm gần đấy cười ầm cả lên, đều biết là anh chàng gom tếu. Tôi vừa xách gầu chạy xuống giếng, vừa nghĩ. Tù đầy mãi, nhũng quắc cả ruột, lại còn mơ em với Mận chị gì nữa. Phải nói, mỗi lần dụ thùng nước giếng vào người, nó lạnh thấy bốc khoái ở người lên. Lạnh quá, không ai dám tắm. Một phần nữa vì tắm ở giữa trời, gió thổi hun hút không có cái gì che. Tôi lúi húi phơi bộ quần áo trại, vừa giặt xong ở chỗ đám dây phơi, phía đầu hậu trường. Người còn đang run bần bật như cày sấy thì anh Lương Yên đã đi đến. Một tay anh đút trong túi áo, mặt anh khó đăm đăm như anh đang có một điều ấm ức trong lòng. Anh nói hơi phì phào vì khoảng trống của ba chiếc răng của hàm trên của anh bị thiếu. Anh ra hội trường, tôi gặp anh tí. Gật đầu bảo anh ra trước, tôi trở vào buồng lấy chiếc ruột áo bông khoác cho đỡ lạnh rồi sẽ ra sao. Chưa biết anh gặp tôi có chuyện gì, vừa đi vào buồng tôi vừa nghĩ về anh. Từ dạo anh chuyển ở trại Vĩnh Tiến về, trong lớp học tập lập công chuộc tội chống Mỹ cứu nước. Sau khi tôi viết xong của tôi được cán bộ chỉ định viết tường thuật cuộc đời cho hai người là anh Xín Dẫu, người Tàu, đẻ ở Việt Nam, và anh Lương Yên, người Việt đã ở Sầm Nứa, Lào hơn 20 năm. Hai anh đều đang theo học lớp 1 bổ túc văn hóa nên không viết được. Viết tường thuật cuộc đời là kể lại chi tiết những diễn tiến của đời mình từ nhỏ tới lớn cho đến khi vào tù. Chính vì thế, tôi đã biết tường tận nhiều chi tiết quãng đời đã qua của anh Lương Yên. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Đau Thương Này Thật Là Vô Kể. Do nạn đói kém của năm Ất Dậu 1945, lúc này anh 24 hay 25 tuổi. Tha phương cầu thực, anh lạc lõng sang Lào. Anh đi ở đợ rồi làm công cho nhiều người Lào ở Sầm Nứa. 30 tuổi đời, anh gặp một cô gái Việt sinh đẻ ở Lào mới 20 tuổi, rồi nên duyên chồng vợ. Hai vợ chồng tuy nghèo khổ, sống trong một khu lao động ở ngoại ô thị xã Sầm Nứa. Dù cảnh sống đầy gian truân cực nhọc, nhiều tuổi hờn trên xứ lạ quê người, nhưng hai người vẫn dắt díu đùm bọc nhau để sống. Anh Chi đã có 4 mặt con. Năm 1963, lúc này ở Lào có rất nhiều phe phái chính trị, có đại sứ của Sài Gòn và cũng có tòa đại sứ của Hà Nội. Hai bên đều dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền để lôi kéo Việt Kiều về với phe mình. Ngoài ra, cũng đầy dẫy những lực lượng bí mật gây sức ép trong giới Việt Kiều để tranh giành ảnh hưởng. Một lần, có hai người Việt Nam đến nhà thăm vợ chồng anh. Họ tự giới thiệu là cán bộ cụ Hồ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc. Chấp hành đường lối thương yêu dân như con của cụ Hồ, nhà nước ngày nay đã độc lập. Khắp cả nước đâu đâu cũng chỉ có tiếng hát nụ cười. Cụ Hồ nghĩ đến những người con phải lưu lạc xa quê hương tổ quốc. Cụ muốn tuyển chọn một số Việt Kiều thành phần cốt cán như gia đình của Lương Yên. Nhà nước sẽ đài thọ hết phí tổn để đưa kiều bào về tham quan tổ quốc. Những kiều bào nào được tuyển chọn khi về nước sẽ được học tập đường lối mới của một nước nhà độc lập, niềm tự hào kiêu hãnh của mọi người dân. Sau khi biết được thời gian về thăm quê hương sẽ tùy theo ý của mỗi người, có thể dăm 3 tháng rồi trở lại đón vợ con cùng về nước hoặc ở lại Lào là do mình quyết định. Hơn nữa, ai xa quê hương mà chả nặng lòng với đất nước. Nên cuối cùng, anh đã nghe theo họ về nước vì anh nghĩ đây cũng là dịp anh về chơi thăm quê nhà sau mấy chục năm trường xa vắng. Khi đi qua khỏi biên giới Lào Việt, thái độ của hai tên cán bộ đã khác hẳn, lạnh lùng, và hình như anh cảm thấy mình bị quản chế. Họ ra lệnh cho anh không được tự tiện đi lang thang ra ngoài. Anh vô cùng lo lắng, anh hỏi họ thì được trả lời: cứ đi, rồi sẽ biết. Cuối cùng, họ đã đưa tuột anh vào quả lò Hà Nội. Hàng ngày phải đi khai cung, họ truy hỏi, gán ghép cho anh là CIA, là chỉ điểm cho Sài Gòn. Họ bắt anh khai ra hiện nay võ khí là khẩu súng ngắn giấu ở chỗ nào trong nhà, v.v.
Đến đây anh Lương Yên mới ngã ngửa người ra. Nhớ lại đầu năm ngoái, một lần anh đi khuân vác hàng cho một chiếc xe vận tải. Anh đã vớ được một khẩu súng lục không biết của ai để rơi trong một góc xe. Tay máy thấy của hiếm, anh đã mang về nhà cất đi. Mấy tháng sau, một lần hai vợ chồng cãi nhau, anh lại quá chén nên say đã vào buồng lấy khẩu súng ra dọa vợ rồi lại cất đi. Mãi gần Tết vừa rồi, nhà túng bấn quá, anh đã gạ bán khẩu súng đó cho một ông chủ hiệu tạp hóa người Lào ngay gần nhà anh với giá rẻ mạt là 200 đồng kíp. Ông chủ hiệu tạp hóa đã biết rõ vợ con nhà cửa của anh Lương Yên nên mới mua để phòng thân giữ của. Vì đây là một chuyện thực, chắc hẳn sau khi anh khai báo, cộng sản đã đến tận nhà ông chủ hiệu người Lào để xác minh. Khi họ đã biết rõ sự thật, nhất là anh Yên trình độ lại không biết đọc biết viết, nhưng đã trót bắt làm anh rồi, đâu có thể thả trở lại Lào được nữa. Một cái lưỡi sống sẽ làm mất chánh trị biết bao nhiêu trong cái đám kiều bào vẫn còn lơ ngơ, chưa tin hẳn vào Cụ Hồ và cách mạng. Bởi vậy, một mặt cứ giờ quả quyết Lương Yên đã làm chỉ điểm cho Sài Gòn mà không chịu khai báo. Mặt khác, Tống Yên lên trại cải tạo, biết cái lệnh tập trung, thì đảng có mất mát cái quái gì đâu. Vì tội trạng của Lương Yên như thế nên ở trại Vĩnh Tiến, cũng như trại sau này, sau hơn một tháng đến trại là làm cho tự giác quét dọn vệ sinh ở trong trại. Tự giác của Lương Yên ở đây là buổi sáng cũng như buổi chiều anh phải quét dọn sạch sẽ trong toàn trại. Sáng một lần, chiều một lần, được gánh cái rác bẩn đó ra một chỗ quy định bên ngoài trại để đổ. Mặc dầu mỗi lần ra vào cổng trại đều phải báo cáo với công an võ trang gác cổng. Anh Lương Yên rất hiền lành tử tế, nhiều khi nghĩ đến anh tôi thật mũi lòng. Tôi hiểu rằng anh đã ở tù 7 năm rồi, đã hơn 2 cái lệnh tập trung, nhưng cái tội của anh lại không thể tha được. Anh đã mang cái tội mà dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt lại không ít người mắc phải. Đó là cái tội bị bắt lầm. Nếu thả anh về Lào bây giờ, về chính trị hại cho chế độ gấp trăm lần hơn là giam anh. Giam anh thì chỉ có một gia đình anh bị thiệt, vợ mất chồng, con mất cha, và đời anh sẽ chết dần ở trong tù. Càng giam giữ lâu thì lại càng không thể thả anh được nữa.